anh mới được thả. Anh xem tôi đợi lâu như vậy rồi. Vội vàng cái gì chứ? Bảo đợi thì đợi đi. Trưởng quan, anh có thể giúp tôi dục một chút được không? Anh nhìn tôi xem, quán chúng tôi từ sáng tới tối rất nhiều việc. Tôi làm ít hơn một ngày, làm mất đi một ngày lương. Ồn ào cái gì? Nói nữa thì quýt. Hai ngày trước, cô đang ở đâu? Tôi giúp cô trả lời. Cô và tôi cùng ngồi trên cùng một con thuyền đến Khang Thành. Cô ngồi ở chỗ thứ tư hàng thứ ba. 4 giờ trước, cô ở đâu? Tôi lại giúp cô trả lời. Cô ở quán rượu Cát Khánh, ngồi bàn đầu tiên cạnh cửa. Cô không cần phân minh. Tôi đối với từng người xung quanh mình đều sẽ nhớ rất rõ ràng. Nói đi, tại sao đi theo tôi? Trùng hợp. Thật sự chỉ là trùng hợp. Ông cũng biết Khang Thành nơi nhỏ như thế. Nhảm nhí. Cô chính là sĩ quan liên lạc do Đảng Cộng sản cử đi. Cái gì mà sĩ quan liên lạc? Tôi thật sự không biết. Tôi thật sự đến thăm anh họ của tôi. Anh họ cái gì? Cô chính là người đến gặp người của Tân Tứ Quân thì có. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi chắc chắn cô ta chính là sĩ quan liên lạc do Diên Ngang phái tới. Anh họ cô ta ở bên ngoài, lẽ nào cũng là người Tân Tứ Quân sao? Nhanh, đi theo tôi. Dân, Trung úy, cô tới rồi, đi theo tôi. Người vừa nãy ngồi đây đi đâu rồi? Đi, đi rồi, đi được một lúc rồi. Khốn nạn. Tiểu Thuyền, tại sao đi lâu vậy chứ? Lâm Nhã Bình đâu? Bọn họ vẫn chưa thả cô ấy. Không biết xảy ra chuyện gì nữa. Vậy giờ phải làm sao? Có khi nào cô ấy bị lộ rồi không? Hết cách rồi. Thế này đi, chúng ta đi trước, quay về tìm cách cứu cô ấy. Được. Araki Quân, ông hỏi ra được những gì rồi? Vẫn chưa hỏi ra được gì. Cao Tường, hành lý của cô ta đâu? Nếu cô ấy thật sự là người chúng ta tìm kiếm, sĩ quan liên lạc, thì quyển sách phải có trong hành lý của cô ta. Cô ta vẫn còn hành lý sao? Mang nó ngay cho tôi. Cao Tường, lập tức đồng Araki Quân đi lục soát hành lý của cô ta. Dân, hai người các ngươi đưa Araki Quân đi kiểm tra hành lý của người phụ nữ đó. Dân. Trung úy Yoshishima, tôi có một chút không hiểu nổi. Chúng ta không phải vừa kiểm tra người phụ nữ đó sao? Sao lại để Araki Quân đi tìm? Anh câm miệng. Tôi tự biết tính toán. Anh ở lại đây, tôi vào thử cô ta. Ra ngoài, đóng cửa lại. Dân. Cởi quần áo ra. Cô nói cái gì? Cởi y phục của cô ra. Cởi sạch hết. Hay là muốn ai đó cởi hộ? Hay là cô tự cởi?
Trung Quý. Quyển sổ không có trên người cô ta. Điều này thiếu tá Hắc Mộc Long vẫn chưa biết. Chúng ta cần nói cho anh ta. Chúng ta bắt được sĩ quan chỉ huy đó không? Anh đừng nhiều chuyện. Tôi làm cái gì không cần phải nói với Hắc Mộc Long. Tôi chỉ cần so với Hắc Mộc Long và Araki, tìm được cuốn sổ sớm hơn một bước là được. Tôi không thể mãi mãi chỉ là một trung quý. Araki quân, ông có phải nghi ngờ nhầm người rồi không? Tuyệt đối không nhầm. Dựa vào đâu mà nói như thế chứ? Dựa vào kinh nghiệm và trực giác của tôi. Araki thái quân, chuyện này thật sự đôi khi cũng có thể sai. Cậu có thể sai, nhưng tôi thì không. Lúc tôi vừa mới thẩm vấn cô ta, màn trình diễn của cô ta, từng lời nói, cử chỉ của cô ta, nói từ đầu tới cuối với tôi, cô ta đã được đào tạo chuyên môn nghiêm ngặt. Tôi có thể bảo đảm cô ta chắc chắn không phải một cô gái bình thường. Các ông làm việc đặc biệt nên có cảm giác thật nhạy bén. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Quyển sổ không có trên người cô ta, càng không có trong hành lý. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào cô ta giao cho quân Tân Tứ rồi sao? Vẫn chưa đâu. Lại là trực giác của ông sao? Tôi đồng ý với Araki quân. Nếu tôi rơi vào tay kẻ thù, tôi chỉ có một ý tưởng, đó chính là cầu xin được chết. Bằng cách này có thể tránh được sự tra tấn không bằng chết. Cô gái này vẫn chưa có ý muốn chết, nhất định còn có lý do. Cô ta vẫn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trung úy Yoshishima rất thông minh. Sợ nhất của một đặc vụ không phải cái chết, mà là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cô ấy nhất định đã giấu cuốn sổ đi rồi. Hơn nữa quyển sổ bí mật này chỉ có mình cô ta biết. Araki quân, ông nhất định phải thẩm vấn bằng ra. Trung úy Yoshishima yên tâm. Mặc dù nói cô ta được đào tạo nghiêm ngặt, nhưng tôi không phải không có cách để mở miệng cô ta ra. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Xin mọi người hãy kiên nhẫn. Qua đây. Đây là đồ gì? Đứng yên. Được được. Được rồi, đi đi. Tiếp theo. Bỏ xuống. Được, đi đi. Tiếp theo. Không có ai đâu. Anh xem gì mà xem. Đi thôi, đợi thêm chút nữa. Đi đi. Đừng nhìn nữa, mau đi thôi. Sao thế? Có chuyện rồi, mau đi thôi. Nhanh đi, đi. Được. Vậy sĩ quan liên lạc bị bọn Nhật bắt đi rồi. Sao chuyện thành ra như vậy chứ? Là do tôi bất cẩn. Tôi lo lắng quá. Tôi, cô. Được rồi, cô đừng buồn nữa. Cũng may mắn bọn Nhật vẫn chưa biết danh tính của cô ấy. Lúc đó tôi giả làm em họ cô ấy, suýt nữa đem được cô ấy về.
Nhưng không hiểu tại sao bọn họ vẫn chưa chịu thả cô ấy. Không phải chứ, cuốn sổ mã này vẫn còn ở trên người Lâm Nhã Bình không? Đúng rồi, cuốn sổ mã này nếu để rơi vào tay bọn Nhật thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi cũng lo về điều này. Thái Bù, anh quay về báo cáo cho đội trưởng. Chúng tôi ở lại tìm cách cứu người. Được, tôi sẽ mau chóng trở lại. Các cậu phải tranh thủ thời gian đi. Chúng ta bàn bạc về biện pháp đối phó đi.